SH300 mới làm máy lại, bê tông bạc, sức bóc, canh nhằn hơi lại. Cái máy anh em, xe này hơi nóng máy á, cho nên là phải múc bô nhẹ, làm bô lại cho nó thoáng. Đây, test cho anh em xem. Bị tình trạng là rè cái thắng đẻ nha. Rồi ok anh. Nghe những yêu cầu điện thoại bảo rồi, quay số điện thoại đâu. Rồi, cảm ơn anh em nha. Để giao xe. Rồi một số xe trong nhà chưa làm xong, bị lăn nè, gã máy nữa nè. Kêu dên rồi. Đây, hở bạc, rút đầu. Ẹt canh lại lên 62 luôn. Rồi anh em có nhu cầu điện thoại bảo nha, anh kêu anh em.